vui được gặp lại các bạn trên kênh Tốt Xa Hàn, và ngay sau đây hãy cùng mình nắm bắt những thông tin nổi bật có trong ngày. Vào đúng 22 giờ tối ngày 27 tháng 8 giờ Việt Nam, Lisa của Blackpink đã chính thức tung video teaser đầu tiên cho album debut solo có tên gọi là La Lisa. Trong đoạn teaser dài 27 giây, Lisa nằm dài trên nóc nhà, hô mưa gọi gió, sấm chớp đùng đùng. Lisa thả dáng cực quyến rũ trong 27 giây teaser, tạo hình của cô nàng ngày càng được hé lộ dần, cứ phải gọi là slay và quyến rũ hết nấc. Trong bóng tối mờ mịt, những đường nét cơ thể sexy cùng thần thái không che vào đâu được vẫn khiến dân tình đổ gục. Ai nấy cũng đều bị trúng tiếng sét ái tình của Lisa. Lisa sẽ chính thức debut solo vào ngày 10 tháng 9 tới, và các teaser tiếp theo hứa hẹn sẽ tiếp tục được hé lộ trong những ngày tới. Single album lần này của Lisa có tên là La Lisa, vẫn với một tên gọi ngắn gọn xúc tích nhưng bạn đã hiểu hết ý nghĩa từ cái tên La Lisa. Lisa là tên của nữ idol người Thái, còn La trong tiếng Pháp có nghĩa là dơ, dùng để chỉ phái nữ. Theo cách hiểu đó thì chúng ta có thể dịch tên album là The Lisa, vẫn là một phong thái rất chi là The Album cực lười của YG. Công ty này luôn có những cái tên không thể nào ngắn gọn hơn dành cho các sản phẩm, như là Solo, sản phẩm solo đầu tay của Jennie, The Show, concert của Blackpink, The Album, full album đầu tay của Blackpink, hay là R, album solo của Rosé. Nói vui một chút vậy thôi, ý nghĩa tên album La Lisa chắc chắn có nhiều ý nghĩa hơn rất nhiều, đó chính là tên gọi của nữ idol. Đại diện công ty YG cũng đã chia sẻ như sau. Tên gọi album La Lisa thể hiện rõ nét được sự tự tin và ý chí mạnh mẽ của Lisa, vốn là một thành viên trong nhóm nhạc mà mọi người định danh là nhóm nữ toàn cầu. Hiện tại mọi người đang đổ dồn sự chú ý đặc biệt dành cho Lisa với tư cách là một nghệ sĩ solo và đồng thời cũng là một thành viên của Blackpink. La Lisa chính là tên gọi thể hiện rõ nét tinh thần và nét cá tính mạnh mẽ của Lisa trong album lần này. Từ ngày YG thả xích tung ra poster solo cho Lisa là người người nhà nhà, đứng ngồi không yên, mới có hai tấm ảnh teaser thôi mà đã thành đề tài bàn luận nóng hổi, phản ứng cực nồng nhiệt, rồi từng động thái nhỏ đều thu hút sự chú ý của truyền thông và báo chí, con số tương tác trên mạng xã hội cũng cực kỳ khủng. Fan thì đã chuẩn bị donate đâu ra đấy với con số lên tới hàng chục tỷ, tất cả đều đã sẵn sàng chỉ chờ tạo kỷ lục cho Lisa mà thôi. Quả nhiên không ngoài dự đoán thì phản ứng bùng nổ từ mọi người dành cho màn debut solo của Lisa không chỉ có tiếng mà còn có miếng. Vừa mới ngày đầu pre-order mà đã chốt đơn ầm ầm, lập luôn một chuỗi thành tích dài cho Lisa. Cụ thể thì theo số liệu từ trang web bán lẻ Kantar4u, tính đến 14 giờ ngày 27 tháng 8, single album La Lisa của cô nàng đã đạt tới 96.844 đơn pre-order. Qua đó thì Lisa đã vượt qua chính đồng đội của mình Rosé và thành tích của nhóm để trở thành nghệ sĩ nữ bán được nhiều album nhất trên Kantar4u trong 24 giờ đầu tiên. Và cũng chỉ cần thêm 3 giờ sau đó, Lisa đã cán mốc con số tròn trĩnh là 100.000 bạn đặt trước. Con số này vốn dĩ là rất đáng nể, nhưng đây mới chỉ là số liệu từ Kantar4u thôi. Doanh số đặt trước hiện tại ở các kênh bán lẻ khác vẫn chưa được công bố. Nếu tổng hợp lại, dự kiến sẽ còn là một thành tích lớn hơn rất nhiều. Vào hôm 26 tháng 8, cổ phiếu của YG còn tăng mạnh nhờ công chúa Lisa. Sau khi tung ra teaser solo của Lisa thì mức giá cổ phiếu của YG đã nhanh chóng có dấu hiệu tăng trưởng, ghi nhận mức giá 63.300 won. Sau 8 năm rồi, kể từ tháng 10 năm 2012 thì đến nay cổ phiếu của YG mới lại ghi nhận mức giá đạt đỉnh như thế này. Cứ đà này thì còn chưa đến ngày 10 tháng 9 đón Lisa chính thức solo thì đã mỏi mắt đọc chuỗi thành tích dài dằng dặc của cô nàng. Đúng là Queen Lisa không solo thì thôi, đã solo là thành tích khỏi phải bàn. Chúng mình là Top Xa Hàn và cảm ơn bạn đã theo dõi video này, và đừng quên ấn nút đăng ký kênh và chuông thông báo để liên tục cập nhật những tin tức mới nhất có trong ngày. Xin chào và hẹn gặp lại!